Lính thiết giáp Mỹ nha mấy anh. Cơ chế của nó là cơ chế tự động, mình nhấn nút nó tự nhảy nắp, tự lên lửa ha. Đó. Mình thả tay ra nó vẫn cháy, thấy không? Cơ chế nó là tự động, rất là độc. Mấy anh để cái này trên bàn, khách của mấy anh không biết đây là cái bật lửa luôn á. Rất là độc ha. Và mấy anh chưng trong tủ cũng rất là sang, chưng tủ hoặc chưng trên trên kệ tivi rất là sang luôn. Cực kỳ sang ha. Đó, cực kỳ sang trọng luôn. Mà nó là hàng đồ cổ cho nên là nó có giá trị sưu tầm rất là cao ha. Đây là lính thiết giáp Mỹ nha mấy anh. Đã lắm, cầm nó rất là chắc tay, chiều cao nó khoảng khoảng gần 20 cm á, mười mấy gần 20 á ha. Đó, cầm rất là chắc tay nha mấy anh. Lính thiết giáp Mỹ ha. Đã lắm. Giá trị sưu tầm rất là cao, tủ nó sâu.